Bình Trân miền Tây mến chào cô chú anh chị và bạn đến bên kênh nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ để cho các bạn mới vào nghề cũng như là những bạn mà làm những cái phòng toilet mà ở trên lầu á, sân thượng gì trên lầu, thì mình phải cần thiết có một cái chống thấm nha, để khi mà nó có sàn mình nó không được cho cái kiểu mình này đi nhạt nước á, thì nó cũng không có đến đổi là nó sẽ thấm lan ra ngoài. Thì hôm nay mình đã sẽ dùng cái thằng Sika nè, Sika chế nước nha, 110 đó, Sika Latit, để chống thấm một cái sàn. Thì cái này nó sử dụng chống thấm sàn hoặc thấm sân thượng, ban công gì đó thì mình cũng sử dụng cái này. Thì cái này thì nó sẽ khoa nước ra nha, và nước theo tỷ lệ cũng vừa phải, để khi mình quét lên một lớp mặt này để mình bảo vệ nó chống thấm. Thì những cái phần này thì mình chống thấm từ mặt này cho tới những cái chân ở trong này. Thường thường những cái nhà mà trên tầng á, thì nó ưa bị thấm những cái nhà vệ sinh hoặc toilet, thì hôm nay mình sẽ sử dụng cái này để chống thấm cho nó hiệu quả nha. Thì cái này con cũng mình cũng giới thiệu cho một ông chú ở bên Cần Thơ nha, Bình Minh đó, thì những cái sàn toilet của ông á là nó bị thấm ra ngoài, những cái bức tường mà ở ngoài mình sơn bê, cái này dán gạch thì mình không nói, sơn bê là nó sẽ thấm ra, nó nổ ngoài hết. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cái này là để là không hạn chế thấm ra ngoài đó. có xách nước vô thêm không? Rồi gót đi. Gót nước vô chứ. Rồi bây giờ mình sẽ gót cái nguyên chất này vô cái xô nhỏ như vậy. Thì mình pha là tỷ lệ là 7:37 nha. Bên kia luôn. Y gan vậy luôn. Là bên một phòng. Rồi xong. Thì cái dạng này nó rất là đặc nha, mình pha là pha nước. Rồi đổ vô. Lên khoảng 2 phân. Đó, chút. Rồi, bên kia. Y gan vậy là rồi xong. Quay đều lên. Chạy vô thì mình phải pha nước cho nó đều rồi mình mới xử lý ở trong này nha. Cái này nó không có pha với xi măng của chú chị bà. Cái bề mặt này là nó phải cho nó khô. Đó, mình phải quét cho nó sạch và nó khô là mình mới chống thấm hiệu quả nha. Còn mình ướt là nó không có rút vô được cái bê tông hoặc là cái sàn, là nó sẽ thời gian sau nó sẽ lọt lên. Được. Bên đây đều chưa? Quên đây có đặt không? Còn đặt không? Còn đặt. Y gan như mình quậy ra là nó như một lớp sơn. Rồi, đóng nắp đi em trai rồi rất thử coi. Vừa thôi, nó lát có thiếu thì mình cứ ra thêm. Còn lát mấy cái mày chạy ra. Ok, rồi. Vô quét thử coi. Thì mình quét vô qua một lớp như vậy thì nó sẽ kết những cái lỗ mọt á, lỗ nào nó mình có lót gạch mà chét gòn mà không kín thì nó không thấm, nó đỏ thấm ra. Thì bữa đó mình đi qua bên Vĩnh Long cũng có xem cái nhà của ông chú đó, thì nó thấm cái chân quá trời qua ngoài luôn. Thì hôm nay mình cũng chia sẻ cái này để cho chú xem, để mai mốt mình có làm để mà khắc phục được.
Còn này chắc quét hai nước quá. Bên bên đâu? Này quét hai nước mới ngon này. Thì quét đi coi coi nó ra cần nó nói sao. Biết được cặp nát, thắm đã thắm cặp nát không? Bà cặp nát kỹ kỹ hai nước được kêu nó chạy cặp nát kỹ. Rồi qua. Rồi để em mình quét chút xíu nữa rồi mình sẽ quay lại nha. Rồi, đây là mình đã chấm thấm cái sàn xong nè cô chú anh chị mà. À, thì ở đây mình quét là hai nước nha. À, một nước đầu và nước hai thì cái màu này nó đen giống hình như màu nhựa nhưng mà mình cái này là mình pha nước nha, chứ không có pha dầu gì hết. À, thì nó chấm thấm đó, nó liền mặt như vậy thì mình sẽ cán một lớp hồ lên. Mình lót gạch là nó sẽ chống thấm được, không bị thấm ra ngoài trên tường ngoài nha. Để khi mình mà sử dụng nước lâu ngày thì nó sẽ thấm vào những cái đường con thì nó sẽ thấm ra ngoài. Vách tường ngoài mình sơn bê là nó dễ bị bong lọt ra. Bên đây cũng vậy luôn. Còn một chút nữa là xong rồi nè. Sơn chống thấm gì mà không dính dò trơn trời. Dép bỏ ngoài anh mang vô sợ nó bị lột lớp rồi. Mang vô không phải không? Thương cho thầu với lại làm cho xuống nhà chắc lượng chút à. Sau này mình sửa chữa khó lắm. Anh đóng làm trời. Hết chưa? Có hai lỗ. Hả? Có nghe không? Nó chô chô chui bội chô lại được. Không đâu. Không không không, không, không sao đâu. Nó nằm trong kẹt đó không ngon. Nó đưa hồ mình dậy mà không sao. Chút xíu à. Còn dư không? Còn dư cho khô chui vô đó. Dư ấy đi khỏa ra luôn đi. Đổ khỏa ra đại chỗ này luôn đi. Chứ đâu có cho đổ vô trong cái thùng đó được. Mình xài qua hết không hết thì mình không phải làm cho hết. Rồi. Dạ chỗ mới mới nói hả? Cái cửa này chưa mở nè. Rồi. Rồi thì mình cũng chia sẻ cách để mình đóng thấm sàn sao cho nó bị đựng thấm thì nay mình cũng kết thúc nha. Thì cô chú anh chị các bạn nhớ xài những cái chống thấm như như cái dòng này. Gồng đen, gồng đỏ gì cũng được nhưng mà thằng này thì nó xài rất tiện hơn cái thằng gồng đỏ. Cái này là Sika nè nha. Mã Sika 110. Đây Sika này là đóng đóng thùng ở Việt Nam mình nha. Như là công nghệ của Malaysia nè. Đó. Đây là công nghệ của Malaysia. Thấy chưa? Rồi thì mình cũng kết thúc clip nha. Hẹn cô chú anh chị lại những clip tiếp theo để mình những cái gì mình chia sẻ cho cô chú anh chị và bạn xem. Rồi, ok. Bye bye.